Action. Rồi. Thúy lắm. Ý là được. Ý là bao nhiêu cây gà? Đúng rồi. Xưa có cô bé đang ăn cơm. Đang ăn cơm thì đau bụng mất ỉa. Rồi ba mặc cởi quần ra mặc tả vô cho cô bé ỉa, cô bé đang ngoài cửa cho khỏi thối. Cô bé làm vài cái nào, pẹt pẹt nào. Quay. Tắt. 1, 2, 3. Ngửa đầu hả? Nóng hả? Ìa mà nóng đầu hả? Là bạc cà chua cha. Là chồng bạc cà cha. Bà nói gì vậy? Bà nói vô chục bà cha. 1 giờ rồi đó. Ìa nhanh đi con, ìa nhanh đi. Tập trung chuyên môn. Đán. Đúng rồi. Thôi đừng đóng cửa lại. Để rằm thì ba đi, ý nhanh thì ba đi rửa đứt nào. Tắn đi. Ý 1. Coi ý kìa. 2 3. 1 2 3. Đúng rồi. Tập trung chuyên môn. Khí tụ đan điền. Rắn. Pẹt. Chưa hả? Khí tụ đan điền. 1 2 3. Rán. Đóng lại. Không được, để tí ba đóng cho. Đó, tí ba đóng cho con ỉa xong đã. Đau kẹt tay đây. Dạ nhanh đi, ba đi rửa đất chứ gọi thôi. Xong rồi hả? Cậu bé nói xong rồi hả? Rồi đi vô thôi. Vô. Chưa hả? Sao nói xong rồi, rành đi. Lại đây ba nhận vào phòng rửa đất chứ sao? Xong rồi. Xong rồi, ok.